anh chị, các bạn và các em. Đây là những cái áo BB. Áo mặc thường, thun lạnh, áo cổ lọ và những cái áo khoác. Khoe bộ này trước nè. Hồi nãy mặc áo sơ mi ha. Nhìn đứng đắn quá ha. Già quá đúng không? Đó, thì bây giờ nè. Đây là kiểu đồ của CC mặc đó. Áo vải kate, kate xô, thật là mỏng. Quần vải xô. Nè, đẹp không? Bảo đảm, chị em nào mà thích vải xô đó, mê lắm. Nhìn mấy cái này các chị em mê lắm. CC bảo đảm luôn. Thích lắm các bạn. Mặc vào người chúng ta nó có cá tắm lắm. Đó, thật đẹp luôn. Đây. Bộ này á, mặc từ hồi năm ngoái. Quý lắm. Cho nên không có cho goodwill. Để dành mặc. Thích lắm. Đi du lịch chơi CC cũng mang theo. Tại vì cái áo này gấp lại nó có chút xíu à. Đó. Trên cả tuyệt vời. Thích lắm, mê lắm. Mang dép đi lẹp xẹp như vậy nè. Uống cà phê, đi tất cả các nơi chơi, mê lắm. Thôi vô đề. Thì đây nha. Đây là những cái mình vải thun, lạnh, không nhăn. Mê lắm, thích lắm. Cái size CC sẽ để trên góc. Tất cả video này là áo của Bi đây. Một cái. Cái này đẹp quá các bạn ơi. Những cái hộp bằng cờ Mỹ. Xuất sắc cái áo này luôn. Rẻ tiền các bạn, nhiêu CC cũng không biết. Để coi xong. Đây. Cái này là màu tím. Rất là đẹp cái chữ luôn. Vô ánh đèn đẹp lắm các bạn. Đèn nhà CC đó. Không được đẹp ha. Sai gì CC cũng không nhìn thấy nữa. Đây. Cũng là thun lạnh ha. Đây. Màu xanh đẹp quá là đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Cũng là thun lạnh ha. Tuyệt đẹp luôn. Hai cái xanh giống nhau. CC thấy đẹp, rẻ, CC mua. Có nhiều CC mua à. Đó. Coi như chúng ta có được 4 cái áo BB thun lạnh. Trên cả tuyệt vời. Tờ và mình vải đó mát lạnh nè. Thích lắm luôn ha các bạn. Thiệt là thích luôn á. Rồi. Bây giờ CC sẽ cầm cho các bạn xem những cái áo thun, áo cổ lọ theo lời yêu cầu của các bạn. Chứ đúng ra là mùa này là CC chỉ muốn đồ cho mùa hè. Nhưng mà thật ra nhiều nơi vẫn còn lạnh lắm. Cho nên các bạn yêu cầu CC nếu có thì chị làm những cái áo cổ lọ. Cho nên CC làm cho các bạn xem ha. Thì đây. Có cái nào là bán hết cái đó. Nhưng mà chỉ có một cái này duy nhất à. CC làm video nhiều lần rồi. Nhưng mà không bạn nào mua hết. CC nghĩ đó các bạn không mua đó. Là tại vì các bạn ngại cái chỗ này nè. Nó rộng quá nhưng mà không có đâu. CC mặc thử luôn rồi. Bạn nào mà có ngực á. Mặc cái chỗ này nè. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Cái chỗ này á, nó giống như là cái áo cổ tròn của các bạn thôi. Chứ đâu có khác gì đâu. Nó đúng ngay cái vòng cổ như vậy nè. Đẹp lắm cái áo này đó. Hôm bữa CC có mặc qua một lần thử rồi. Đẹp lắm. Không có hở đâu các bạn. Nhìn thấy như vậy chắc các bạn sợ đó. Nhưng mà không có đâu. Đẹp lắm luôn đó. Giống như các bạn mặc áo hở cổ thôi. Rất đẹp cái áo này. Mình vải này cũng mát lắm. Không phải là len đâu ha. Thun bình thường. Rất là mát luôn. Không nhăn nữa. Màu đẹp nữa. Đây. Đây là cái áo thun. Áo này thì hơi có một chút len. Mịn lắm. Thiệt là thích luôn. Áo này hồi bữa có một cái nè. Bán rồi. Đây cũng là dạng áo ấm. Các bạn vào nhà hàng. Ngồi máy lạnh. Được. Đi làm việc. Được. Mặc với quần tây, quần jean, váy đầm, đẹp lắm luôn.
Dạng này nè, các bạn mà đi tới những cái văn phòng á, các bạn thấy mấy cô mặc nhiều lắm nè, rất là đẹp, cổ lọ, lịch sự mà sang. Đây, quá đẹp, cái áo này Sisi thích quá. Chị em nào mà mua được cái váy voan mà có những cái hộp hơ này nè thì hãy mua lấy cái áo này để mặc chung với cái váy đó, thật là đẹp luôn. Cái váy đó Sisi bán cho rất nhiều bạn luôn, cả chục bạn luôn á đó. Đó thì chị em nào coi cái áo này mà vừa thì mua mặc với cái váy đó là đẹp, vô cùng đẹp. Tại giờ Sisi không có, cho nên Sisi không có cầm lên cho các bạn xem được. Nhưng mà bạn nào mua thì nghe lời Sisi đi, mua cái áo này mặc chung với cái váy đó đẹp lắm luôn đó. Hoặc là các bạn có thể mặc váy đen, ôm cũng đẹp, xòe cũng đẹp. Thật là đẹp cái áo này. Áo này thun nhưng mà cũng có một chút len thôi, hơi ấm thôi, không có ấm gì lắm đâu nha, hơi thôi, chút thôi. Cái áo này cũng vậy luôn. Cái áo này với cái áo đó giống nhau, nhưng mà cái áo này thì nó là những cái hộp, hộp này hộp gì, cubic, crystal cubic gì đó, nó là kiểu như vậy. Cái kia là hộp pearl, cái này là cubic. Hai cái nào cũng đẹp hết, mình vải giống nhau y hệt ha. Đó, các chị em đi làm ngồi phòng máy lạnh là nên mua những cái áo này mặc nè. Trời ơi, cái áo này dễ thương, thật là dễ thương đó. Tại vì CC không mặc được cái cổ cao nha các bạn, nhưng mà CC thấy nhiều người mặc đẹp lắm, mặc này quần jean, áo bỏ trong quần, thắt cái sợi dây địt bản bự, trời ơi, đẹp vô cùng đẹp luôn. Cái tay có những cái hộp hơ ha, họ đính những cái hộp hơ ha, tựa vai xuống dưới tay luôn, thật là đẹp. Sang, màu trắng, mặt nó sang. Các bạn đó mua những cái đồ này nè mà màu trắng, màu kem, nói chung là màu lợt á, các bạn nghe lời CC một lần duy nhất thôi, đừng có mặc vội, mang ra dry clean. Dry clean một lần một thôi, sau đó về các bạn mặc rồi bắt đầu giặt bình thường. Dry clean để làm gì? Để lấy lại cái mới của cái áo. Tại vì sao? Khi nó on sale rồi, nhiều người họ mặc thử rồi, họ cầm lên cầm xuống, họ mặc thử rồi móc tháo ra tháo vô, thế là nó cũng sẽ bị cái này cái nọ cái kia một chút đó. Cho nên chỉ cần một lần dry clean thôi là cái áo các bạn mới luôn. CC kinh nghiệm, CC mặc đồ dry clean không à các bạn, dry clean mười mấy năm rồi, CC có membership luôn á. Bây giờ một cái áo này nè, họ tính CC có 99 sen. Tuyệt vời lắm các bạn ơi, trên cả tuyệt vời luôn đó. Đây, xuất sắc đó. Có nhiêu đây à nha, 2, 4, 5 cái, 5 cái áo thun cổ lọ. Đây là loại áo mặc ở trong máy lạnh được. Rồi bây giờ qua tới những cái áo ấm có nón. Đây là những cái áo ấm có nón, cái nào cũng có nón hết á, rất là đẹp luôn. Ở dưới có cái bo, tay có cái bo như vậy thôi đó. Các bạn nhớ chụp hình kỹ kỹ nha, CC sẽ để cái size ở trên góc cho các bạn. Tất cả đều giống nhau ha, nó khác là nó khác cái hình thôi nha các bạn. Những áo này các bạn bên Việt Nam mặc được hết á. Ngồi trong phòng máy lạnh hoặc là đêm khuya các bạn đi ăn đêm, đi chơi này nọ đó. Khác nhau là ở cái hình thôi. Có túi ha. Túi chính giữa. Có nón. Áo này thấy có vẻ rộng, này chắc size lớn quá. Cái này màu xám. Các bạn thấy CC nói đúng không? Lúc nào màu xám họ cũng đi với màu hồng các bạn.
Các bạn nào mà học về làm bánh kem pha màu là các bạn biết, luôn luôn là màu xám đi với màu hồng. Rất đẹp luôn đó. Trên cả tuyệt vời. Có áo không à? Đâu có quần gì đâu. Này đẹp nè. Cái này nè, CC có một cái quần bó mà nãy giờ CC kiếm hết luôn, không biết là nó nằm ở đâu, đem rồi đó mà tìm không ra, không biết để đâu, đi nhiều đồ quá tìm không ra. Đó, thì mua cái áo trước đi các bạn, rồi mua cái quần sau. Quần đó là quần thun thôi, chỉ là quần thun bó bình thường thôi. Đây. Các bạn mua màu sắc như vậy nè, các bạn dễ mặc đồ lắm. Cái này là chữ thêu quá nha các bạn. Họ thêu lên chứ không phải dán đâu ha. Các bạn mặc cái quần nào cũng được. Những cái quần mà ngắn á, quần túi mông đó, các bạn mặc với cái áo này nè, trời ơi đẹp vô cùng luôn. Áo xịn mấy chục đô, cái quần mười mấy đô thôi được rồi, đâu có ai vạch cái áo các bạn lên để xem cái quần đâu. Mặc cái nào đơn giản đẹp theo mốt thì chúng ta mặc đó. Đây là cái cuối cùng. Xuất sắc không các bạn? Tuyệt đẹp ha. Cái này là áo thun, cổ tròn, tay có bo. Ở dưới gấu người ta may cái lai lớn, có xẻ ở bên hông. Không có nón nha. Cái này là áo thun, không có nỉ, không có gì hết. Áo thun mặc bình thường. Đây. Rất đẹp cái áo này luôn. CC thiệt thích cái áo này đây. Mấy cái dạng này nè, các bạn cứ việc mua cái quần túi mông đó, mười mấy đô đó, các bạn mặc. Hoặc là mặc quần bó đó, đẹp lắm. Quần thụng cũng đẹp, quần bó cũng đẹp, những cái dạng áo như vậy. Trên cả tuyệt vời. Một cái áo này các bạn mặc bao nhiêu năm trời nha, bỏ vào máy giặt, giặt thoải mái luôn. Không có dry clean gì hết nha các bạn, giặt bình thường ở nhà các bạn. Tuyệt đẹp luôn. Rẻ tiền lắm các bạn ơi, không tới hai bữa ăn sáng các bạn, rẻ lắm. Đây là cái áo cuối cùng. Thì bây giờ CC đúng là buổi tối là không có dương cây dù lên đâu, nhưng mà thôi lỡ rồi, CC chơi luôn ha. Của BB có một cây duy nhất, mừng quá lấy luôn. Đây là nút bấm. Đây các bạn. Chỉ là cái dù đen thôi. Dù này che được hai người đó. Sao đây? Sao rồi, CC có bao giờ che dù đâu mà CC biết rồi. Gấp vô. Ồ. Bấm vô thôi. Dốt thiệt luôn. Có bao giờ che dù đâu mà biết các bạn. Đó, chỉ là như vậy thôi ha. Các bạn ở Việt Nam đó, các bạn đi chùa này nọ nhiều đó, các bạn nên mua cây dù. Trời ơi, mặc áo BB, che cái dù BB, dễ thương ha. Cái bóp nữa nha các bạn, CC còn mấy cái bóp BB. Cái này CC có làm video rồi ha, cũng bán hết mấy cái rồi. Còn lại mấy cái nè, hãy đeo những cái bóp này, dễ thương lắm. Đây. Mấy cái này bây giờ hết sale rồi nha các bạn. Các bạn cứ việc vào Macy, bấm lên website của Macy các bạn xem. 64 đô cái bóp này. Hết sale rồi, CC mới coi ngày hôm qua đó. Không còn sale nữa. Giá là 64 đô đó. Mà lúc đó CC mua on sale rẻ lắm, như quên rồi. Đó, thì bây giờ chị em nào muốn mua thì mua ha. Bấm vào Macy các bạn xem là các bạn biết liền.
Đây. Còn có mấy cái à? Tới mùa hè đó là chị xách mấy cái này mỗi ngày, mỗi ngày một cái vậy, những loại nhỏ nhỏ như vậy nè, tại vì sao để được phone đó, cứ đeo như vậy đó rồi đi mỗi ngày. Thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai nữa là đẹp, với lại cái thương hiệu BB, cái này đẹp nè các bạn. Cái này cái logo tròn rồi ở dưới có thêm chữ BB nữa, rồi cái mình vải nó cũng là BB nữa nè, nó còn có thêm cái chữ này, thật đẹp cái bóp này luôn. Các bạn nào muốn biết kỹ đó thì các bạn vào cái video cũ để xem. Ở trong này có ngăn kéo để cho các bạn để giấy tờ quan trọng. Còn cái này để hai cái phone. Cái sợi dây cũng rất là đẹp luôn nè. Cái này đẹp nè, CC thấy cái này đẹp. Còn có bốn cái này với một cái bóp kia. Cái này thì mặt đầm đẹp. Đó. Hiện tại bây giờ là 64 đô ở trong Macy đang bán nè. Mà lúc CC mua là on sale rẻ. Đó, giờ hết sale rồi ha. Rất là dễ thương. Nè, đó, các bạn cầm như vậy nè. Muốn đeo thì các bạn đeo, không thì các bạn cầm như vậy nè. Chụp hình. Rất là đẹp luôn đó. Cái này màu vàng. Hết rồi các bạn. Cái loại như vậy nè, là còn có hai cái này màu này. Cái này là chữ như vậy. Cái này như vậy là coi như loại nhỏ như vậy, còn được bốn cái ha. Cái túi mới mua được. Có thêm cái này cho các bạn đựng. Muốn đựng gì đựng. Đựng AirPod. Như vậy. Đó là kiểu của CC đeo đó. Đi du lịch là như vậy. Để phone được ha. Nè. Rộng. Một gang tay CC hơn á. Thì cái dạng này ai cũng thích hết rồi. Dạng này là khỏi phải nói. Chỉ có một cái này là vải. Không biết vải gì nữa, vải dù. Đó. Màu cũng đẹp nữa. Một cái một. Mấy cái kia thì bằng simili, bằng da gì đó. Chắc da quá, suy nghĩ. Này, này rất dễ thương ha. Cái này đó các bạn đeo như vậy cũng được. Vậy thôi. Ví dụ mặc đầm, đi đâu đó chơi thì như vậy. Tháo cái sợi dây dù này ra. Khi nào mặc quần jean, mặc quần thụng bụi bụi. Mà muốn cho nó ngầu ngầu bụi bụi đó. Các bạn đeo như vậy. Cái này còn tem như vậy ha. Đó. Hai kiểu rất là đẹp luôn. Và đây. Đây là cái cuối cùng. Cái này bằng da ha, 100% là da. Sợi dây nè, rất nặng và rất đẹp luôn. Nhìn sợi dây này là mê luôn đó nha các bạn. Nặng mà đẹp. Thì si mê cái này nè. Rất sang và rất đẹp luôn. Rất là rộng ha. Ở trong có một ngăn có dây kéo nữa. Một ngăn. Hai ngăn. Ba ngăn, bốn ngăn. Coi như cái bóp này được bốn ngăn. Bằng da. Da thật luôn đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Tha hồ các bạn xài. Túi này còn có một cái à. Hết rồi. Như vậy. Ồ, ở đây còn ngăn nữa nè. Ngoài có ngăn nữa nè. Cái nút là cục khích ha. Như vậy. Mặc đầm thun, đầm ôm. Đeo như vậy. Rất là đẹp luôn. Hoặc là đeo chéo như vậy. CC thiệt là thích cái bóp này. Sang.
còn cái này là ngầu ngầu bụi bụi đẹp đẹp đó. Coi như BB hết tất cả trong video này, chỉ là một thương hiệu BB thôi, rẻ tiền lắm. CC phải coi lại receipt, tại vì có cái mua được 30%, có cái mua được 50%, thì để CC xem coi bạn nào thích cái nào, chụp lại màn hình cho CC, CC dò giá, CC báo cho các bạn biết. Các bạn có thể hỏi CC nhiều ít tùy các bạn, nhưng cái nào các bạn muốn mua thì các bạn gửi ngược cái hình đó lại cho CC. Các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa, các bạn ở Mỹ và các bạn ở các nước gửi cho CC, là CC biết ờ cô ấy đã chọn cái hình đó. Những cái nào các bạn không mua, đừng gửi hình ngược lại. Tại vì các bạn gửi nhiều quá, cái memory trong phone CC nó đầy hết rồi. Với lại các bạn gửi nhiều quá đó, CC bị confused. Với lại CC nghĩ, ủa bạn không mua bạn gửi làm chi? Đó, thành ra khi đã biết giá tiền rồi, cái nào các bạn mua, các bạn gửi ngược lại cái tấm hình đó có cái giá tiền luôn nha. Hãy giúp CC điều đó ha. Chụp hình rõ rõ giúp CC chút. Đó. Rồi thì coi như video này là như vậy đi ha. Nãy giờ đứng cũng hơi lâu ha. Để CC ngồi. Em ở Việt Nam liên lạc với anh Sa 0982571934. Kết bạn với anh Sa bên Zalo. Các chị em ở Mỹ nhắn tin với CC 706987-9063. Các chị em ở nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706987-9063. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. I love you.